Không. Đau thì mẹ làm sao mà ngồi hưởng nhơ này được. Mẹ em đau mặt cũng cứ nhăn nhó với mẹ em này. Thuốc tê tốt mà êm mà. Cứ quay thời gian lâu lâu rồi. Kìa. Ờ đấy, hôm trước em vừa nói qua với cả anh ý rồi đấy. Là bảo đấy thôi, chỗ anh em với em nó thật là đi trước phải đòi được tiền hay không đòi được đâu. Nhưng mà nếu mà anh cay được quá rồi nó cứ thiện chí không trả thì cũng thật là bọn em cũng chỉ biết là đi mẹ để cho đỡ cay cay mũi là phải lệnh nhà nó thôi. Chứ còn bây giờ đi vào nói nhẹ nhàng tình cảm nó không dạ thì phải việc như thế. Nhưng mà nếu mà việc như thế thì em thật là nó cũng phải nhà bọn em ở tít là Hà Nội vẫn giờ lên tít xuống như đấy đi, nó phải xe cộ ở đó kia đấy, là chỗ anh em nó thẳng luôn với cả với anh là anh giúp chị em ở bên đấy như thế thì em cũng chỉ biết nói anh là chưa biết đòi giá không đâu. Nhưng mà trước tiên là anh phải bỏ tiền cho bọn em đi làm những cái việc như thế đã đấy, thì còn anh về cân đối anh nói với chị đấy. Còn để cũng người nhà em thì nói với anh như thế, còn nếu mà đi được chỗ khác thì kiểu gì là em cũng phải có tiền. Đây là chỗ người nhà em bảo luôn là chưa biết được hay không được, nhưng mà nếu anh cay nó quá rồi thì